Xin chào anh em, như đã hứa ở các video trước thì hôm nay tôi sẽ nói về các trường hợp được tạm hoãn hoặc là miễn gọi nhập ngũ. Cái này thì tôi đoán là khá nhiều người quan tâm. Và tôi cũng vậy, cho nên là tôi mới ráng đi tìm hiểu để chia sẻ cho mọi người biết trong video ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn đừng quên nút đăng ký và chuông thông báo đó nha. Tạm hoãn nghĩa là sao? Các bạn hiểu tạm ở đây có nghĩa là tạm thời. Khi nào lý do tạm hoãn không còn mà vẫn ở trong độ tuổi gọi nhập ngũ thì sẽ tiếp tục được gọi nhập ngũ. Tạm hoãn này thì khác với lại miễn, bởi vì miễn gọi nhập ngũ có nghĩa là anh em không phải đi nghĩa vụ quân sự luôn. Thì theo quy định tại luật nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chúng ta có 8 trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ và 5 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ. Cụ thể thì 8 trường hợp được tạm hoãn bao gồm: thứ nhất là chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ. Khi mà anh em được gọi đi khám nghĩa vụ quân sự thì hội đồng khám sức khỏe sẽ dựa vào kết quả khám để xếp loại sức khỏe từ 1 đến 6. Nguyên tắc là sẽ chỉ chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 mà thôi. Và đặc biệt là sẽ không gọi nhập ngũ đối với những người nào mà có sức khỏe loại 3, tật khúc xạ về mắt, cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ, nghiện ma túy hay là nhiễm HIV, AIDS. Có vẻ nhiều anh em khá quan tâm đến vấn đề này, cho nên tôi hay được hỏi là cận thị thì có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? Thì đấy, câu trả lời đã có ở trên, cận thị từ 1,5 diop hay thường gọi là cận từ 1,5 độ sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Và nếu đến một ngày đẹp trời nào đó, mấy anh em ngủ dậy mà hết cận thị thì đợt tiếp theo vẫn sẽ được gọi nhập ngũ như thường nếu như mà đáp ứng các điều kiện khác. Cái này là nói vui vậy thôi chứ làm gì có chuyện ngủ dậy mà tự hết cận thị đúng không? Ý tôi ở đây là giả sử nếu mà anh em nào bị cận từ 1,5 độ trở lên, đi chữa bằng các thủ thuật y học mà đợt sau đi khám nghĩa vụ được kết luận là đã hết cận thị, các điều kiện khác bình thường thì vẫn phải nhập ngũ nha. Nói tới khúc này thì chắc là nhiều ông bỏ luôn cái ý định đi chữa cận thị trước năm 27 tuổi đúng không? Nhưng mà tôi khuyên thật là đừng làm như vậy, bởi vì đi bộ đội là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân mà. Trường hợp thứ hai là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Thứ ba là một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61 đến 80%. Tức là nhà mà có hai con trở lên thì chỉ một con được tạm hoãn mà thôi. Những người còn lại sẽ không được tạm hoãn với lý do là có cha mẹ là bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61 đến 80%. Thứ tư là có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thứ năm là người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Thứ sáu là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Thứ bảy là đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian là một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Như vậy, đối với anh em nào mà đang học đại học, cao đẳng thì có hai điều kiện để được hoãn, đó là thứ nhất, học hệ chính quy, học từ xa, liên thông thì không được tính. Và thứ hai là hoãn trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Ví dụ mà mấy anh em học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hệ chính quy, lấy bằng tốt nghiệp sau 4 năm thì trong 4 năm học Đại học Luật, mấy anh em được tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự. Sau đó thì nếu tiếp tục học thạc sĩ 2 năm thì trong 2 năm học thạc sĩ đó sẽ không được tạm hoãn nữa vì đây là một khóa đào tạo khác mất rồi. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bị không tình yêu. Còn trường hợp thứ 8, trường hợp cuối cùng là đang là dân quân thường trực. Như vậy, nếu thuộc 8 trường hợp kể trên, anh em sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Khi mà hết lý do tạm hoãn thì sẽ tiếp tục được gọi nhập ngũ. Rồi, bây giờ đến 5 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ thì thứ nhất là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. Thứ hai là em trai hoặc anh trai của liệt sĩ. Lưu ý là trong một gia đình thì chỉ có một người được miễn bởi lý do này mà thôi. Thứ ba là con của thương binh hạng 2, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Tương tự như trường hợp trên, trong một gia đình chỉ có một người con được tạm hoãn bởi lý do này thôi nha. Thứ tư là người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân, công an nhân dân. Thứ năm là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.